Năm 1962, ở trong xứ Trung Quốc tị nạn đói, cho nên có nhiều dân tị nạn đã mạo hiểm leo núi Hoàng, bơi lội trốn đi Hồng Kông. Nên Hồng Kông có nhiều dân tị nạn. Dân tị nạn mong muốn ở Hồng Kông được sống cuộc sống mới và ổn định. Khổ quá, mệt quá, đói nữa. Bây giờ có nước uống không vậy? Qua thế này, đói quá. Má, má, má ăn miếng cháo đi má. Tôi đói quá. Đói quá. Mệt quá. Công năm 1962. Kiếm ai vậy? Xin hỏi ông Lý Cẩu Dân có ở đây không? Muốn kiếm ông Lý à? Ông ở căn phòng mà cuối cùng đó hả? Cảm ơn nhiều. Chú à, con là Đức Huệ nè. Chú dậy đi. Chú. Bảo đây.
còn lại đó. Mua giùm cá tươi đi, mua giùm đi. Trời ơi, giúp giùm nè, giúp giùm một xíu đi. Thịt cá hôm nay tươi lắm mà. Đâu khác, đồ tươi không đó. Đang đầu mua chứ. Nè, Mua đi. Mì đây 2 đồng. Đồng chí ạ, trên mình của tôi không có tiền Hồng Kông. Để tôi ăn rồi bữa khác tôi sẽ trả tiền cho ông nha. Bậy bạ, không có tiền bắt chước người ta ăn mì. Đi chỗ khác đi. Đồng chí ạ, ở trên mình của tôi chỉ có món này là đáng giá thôi. Để tôi đổi cái này với tô mì được hay không? Tại sao không nói sớm? Không có tiền thì có đồ này cũng được. Một tô mì đủ không? Tôi làm thêm tô nha. Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn đồng chí nhiều. Cảm ơn ông nha. Ông thiệt tốt quá. Ăn cơm. Ăn cơm. Trả lại cho tôi đi. Trả lại đi. Cô à, quăng đồ trên đất không có sạch sẽ đâu. Quăng như vậy dễ bị bệnh lắm đó nha. Không, tôi đề nghị cô đi về nhà tôi đi. Tôi sẽ lấy cơm cho cô ăn. Cô muốn không? Vô đi, vô đi. Thế à, đi vô lấy tô cơm nóng ra. Mời ngồi. Đợi một chút nha, tôi sẽ lấy cơm ra cô ăn ngay. Cái gì vậy? Cái cô quốc sách này nè nha, thiệt là vô dụng mà. Không có lo tiếp khách, cả ngày cứ lo mượn tiền thôi à. Không có tiền cút đi, vô đi. Nè, để tôi lấy nước uống nha. Ông ơi nhớ nha, cô rảnh nên kiếm tôi đó. Dĩ nhiên rồi, cô vừa ngoan vừa đẹp, dĩ nhiên tôi phải kiếm cô rồi. Tôi có nói rồi quên à. Nó thiệt mà. Uống trà đi. Bà Kim à, gái mới à, đẹp quá vậy hả? Đừng có rời tay rời chân đó nghe. Hơi đẹp thiệt. Đi đi. Đi đi mà. Nè, được. Xin chào nha, xin chào nha. Có rảnh cho nó chơi nha hả? Được. Được. Quan nghênh. Cảm ơn. Đi vào đi. Được, vào liền. Ăn cơm đi, ăn đi. Nhìn cái gì? Hãy cút đi vô đi. Anh nè, cô bé à, tôi chưa biết tên của cô là tên gì. Trường Đức Huệ. Người nhà cô đâu? Không có ai hết. Ở Hồng Kông này mà không có một thân nhân nào cả, thiệt là tội nghiệp lắm đó. Ăn cơm đi, ăn đi. Làm cái gì mà la lớn như vậy? Im cái miệng đi. Không có gì đâu, ăn đi, ăn đi. Tôi không ăn nữa, tôi no rồi. Nè, uống trà đi. Tôi ăn no rồi, tôi phải đi. Cảm ơn bà. Cái gì? Đi à?
Mấy người muốn gì đây? Cô đang ăn cơm của tôi thì không có được đi dễ dàng đâu. Cô tưởng ở đây là nhà công cộng hay sao? Hay là đợi bữa khác tôi làm có tiền rồi sẽ đem tới trả cho bà. Cô đi ra ngoài rồi làm sao mà kiếm cô? Trừ phi là cô ở chỗ này làm việc để trừ tiền cho tôi rồi mới đi. Tôi không ở lại đây làm. Phải làm. Tôi không ở đây làm đâu. Tôi kêu cô làm cái gì chứ? Tôi đâu có phải là kêu cô làm nghề này. Tôi cho cô hay, ở đây đang cần một người dọn dẹp lau chùi nhà cửa nè, rửa chén, lau nhà, đổ rác nữa nè. Khi nào mà cô làm đủ tiền cho tôi thì cô đi. Thiệt không? Dĩ nhiên là thật rồi. Tôi thấy cô là đàn bà hiền lành nữa, nếu không thì tôi đâu có giúp chứ. Vậy chỉ quét nhà rửa chén thôi hả? Dĩ nhiên rồi. Nè, cô hỏi mấy người hàng xóm nè, ai ai cũng biết bà Kim này mà. Nói rồi thì chắc chắn dữ là hứa mà. Cô không tin sao? Tôi đã rửa sạch sẽ hết rồi nè. Cảm ơn chị Huệ nha. Không có gì. Chị Huệ à, chị làm việc ngày đêm như vậy không mệt hay sao vậy? Khi nào mà bà Kim không có đây thì chị cứ ngồi nghỉ đi, đâu có sao. Có thể à, khi xưa tôi ở nhà quê đi cày còn cực khổ hơn nhiều nữa. Làm việc này đâu có mệt đâu. Để tôi đi mở cho. Có thơ nè của cô Phương, nó xin cứ nhận đi ha. Ờ. Cô Phương à, có thơ của cô nè. Được rồi. Cô đang rửa tay đó, anh đợi chút nha. Cảm ơn. Nè anh Cầu à, vô đi chơi đi. Cảm ơn. Nè Phương à, có thơ nè. Anh ngồi chơi tôi lấy nước cho anh uống. Tôi có thơ hả? Có phải nhà tôi gửi tới không? Cô ký nhận đi. Ờ. Cảm ơn nha. Máu kem gửi cho đó hả? Đúng rồi. Hãy mở ra coi đi. Anh à, mời dùng trà. Cảm ơn. Nè anh Cầu à, anh ngồi xuống đây đi, chơi cờ với tụi này mà. Tôi không biết chơi đâu, tôi không biết chơi đâu. Đâu có sao đâu, ngồi xuống đi. Được mà. Anh Cầu à. Chị Dân. Sách mới nè, đây nè anh coi đi. Tôi tặng cho anh nha không? Nè lấy đi. Tôi không coi đâu. Thôi mà bắt cỡ cái lấy gì, đi, lấy đi mà. Lấy đi. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Không sao đâu, không có gì. Tôi đã rửa sạch sẽ thau nhổ nước miếng rồi, để tôi bưng vào phòng nha. Anh đó nha, anh Cầu à, anh thiệt là hư quá. Anh có biết cổ tên gì hay không? Tên Huệ đó, vừa mới từ Trung Quốc bơi lội qua bên này. Là chị em mới của mấy cô à? Anh đừng có lo, chị không có giống như chúng tôi đâu. Người ta rất là trong sạch, là con gái đó. Phải rồi, bây giờ thì còn trong sạch, nhưng mà trong tương lai làm sao mà biết. Chắc tôi phải đi đó. Chị Giang à, tôi qua đâu trả lại gì nè hả? Anh Cầu à, cất đi. Có thể à, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô hết rồi nè. Bây giờ tôi lấy nước chế vào trong này, một lát nữa đem về cho cô nha. Đức Huệ à. Chị tới đây. Có phải tôi làm sai không? Không có phải. Tôi đây có 5 đồng nè, có thể đủ cho chị trả tiền cơm hôm đó. Chị đưa lại cho bà Kim đi. Ở đây là chỗ xấu xa lắm, lần sau chị đừng tới đây nữa. Cảm ơn cô Thể nhiều nha. Tôi không biết làm sao kiếm tiền để trả cho bà nữa. May là có cô giúp. Bà Kim à, nước đây. Bà Kim à, tôi... Có chuyện gì cứ nói. Bà Kim à, tôi có 5 đồng nè. Tôi tính là trả lại tiền cơm 5 đồng cho bà đó. Tôi ngày mai muốn đi. Khờ quá.
Tôi chỉ nói đùa với cô thôi mà. Cất tiền đi. Nè, còn nữa nè, tôi cho cô 50 đồng đó. Vô công bất thụ lộc. Tôi không lấy. 50 đồng này cô phải lấy đó. Ông Trần đã đặt cọc cho cô đó mà. Ông nói là thích cô lắm, muốn cô ở với ông một đêm thôi. Tôi không lấy. Bà đã từng nói là tôi không cần tiếp khách, chỉ cần làm việc nhà thôi mà. Bây giờ lại thất hứa hay sao? Khờ quá. Chỉ ngủ với ông một đêm thôi, như vậy cô kiếm được 50 đồng xài. Tôi không lấy. Tôi không muốn kiếm thứ tiền này đâu. Bà cho tôi đi đi. Được. Nếu như cô cứng đầu như vậy thì tôi không có buộc cô. Sáng mai cô muốn đi á thì sáng mai cô đi đi. Thiệt không? Ừ. Nè, cô lấy 5 đồng này đi ra ngoài trước đó, để mua chè về cho mấy chị em nó ăn. Ờ. Nè, hãy nhớ là đi phát ký mua đó nha Hùng. Tại vì ổng toàn là dùng trứng tươi để nấu đó. Ờ. Ờ, bà Kim à. Hả? Sáng mai á tôi đi thiệt đó nha. Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có lường gạt cô đâu. Bà Kim. Đi. Để coi sau này còn dám đòi đi nữa hay không. Dám phản tôi à? Dám lén lút đưa tiền cho con nhà quê kia. Tôi nói rõ cho cô nghe, lần sau mà cô còn dám nữa thì tôi sẽ giết cô đó. Muốn tôi chặt hết tay chân của mấy người cho heo ăn hay không hả? Có nghe chưa? Dạ nghe. Tị Phương, đem cơm đi vô cho con nhà quê nó ăn. Nó chịu tiếp khách thì cho nó ăn, nếu như nó không chịu cho nó chết đói đi. Tôi không có tiền cho đi nuôi nó đâu. Ừ. Chị Huệ à, ăn cơm đi chị. Đã mấy ngày rồi chị chưa có ăn. Số của mình là khổ vậy đó. Thôi chị ăn cơm đi mà. Hả? Chị Huệ à, sao chị la vậy? Hả? Chị Huệ à? Chị Huệ, đau quá. Hả? Hả? Tôi khó chịu quá. Có phải chị đau quá hả? Chết rồi. Bà chủ ơi, bà chủ. Gì vậy? Dạ chị Huệ, chị bị bệnh đó. Ờ, vậy là cô trúng số rồi à. Bị bệnh hả? Dạ phải.
Bà chủ à, xin bà hãy thông cảm đưa thuốc cho Đức Huệ dùm đi, chứ bận không tội cho chị lắm. Nó chịu tiếp khách là không. Giờ không. Cái con nhỏ này là bộ tỏ ra sang trọng nữa. Được, để tôi coi coi chừng nào nó mới chết đây. Cái gì vậy? Bà chủ à, thả tôi ra đi bà chủ. Tôi chịu làm, tôi chịu làm. Nếu như chịu sớm thì đâu có cần phải nhịn đau. Ta phải dậy lấy nước đi cho bà rửa mặt, còn bây giờ thì bà dưới đó ngủ à? Đã như vậy rồi mà còn phải giặt áo cho bà nữa chứ, hà hiếp người ta quá. Con ngài chết cho coi. Ê, mong cho bà ra ngoài đường bị xe đụng chết cho rồi. Phải đó. Đúng đó, dù cho bà ăn cơm bà cũng bị nghẹt cổ chết. Ăn cơm mà không chết thì cũng rớt xuống cầu tiêu mà chết cho chị coi. Chị Huệ à, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chị Huệ à, chị đừng có buồn nữa. Khi chị vừa tới thì có vẻ khờ khạo, bây giờ thì có vẻ chán đời. Dù sao cũng đã qua rồi mà, thôi hãy quên đi, sống cho nó vui vẻ. Vui à? Bây giờ mình sướng lắm sao? Đứng ở trước mặt người ta thì bị người ta kêu là kỹ nữ. Ở đây cứ ở trong nhà hoặc là lên phơi áo, nếu không thì phải đi gánh nước. Ở nhà lại biển thành theo dõi, cứ giống như tù vậy. Khi mà em tới đây làm thì cũng giống như là chị đó, nhưng mà từ từ rồi không còn cảm giác nữa. Chị có biết tại sao mà em phải đứng đường hay không? Cũng là vì khi xưa em quen người bạn không có được tốt, cho nên em mới bị anh gạt để mà đi làm vũ nữ. Chính là vì anh không có chịu làm việc, cả ngày cứ lo cờ bạc, sau đó còn mượn tiền với tiền lời cao. Nếu mà không có tiền trả thì bà Kim bắt em phải đi làm kỹ nữ. Ban đầu thì em không có hiểu tại sao lại xui xẻo như vậy. Sau đó khi em mở cuốn lịch vàng ra coi thì em mới hiểu rằng cuộc đời của em đành phải làm kỹ nữ, không còn hy vọng gì hết. Đành phải chịu thôi chị. Số mạng của mình xui thì đành phải chịu thôi. Đâu có phải ai ra đời cũng làm kỹ nữ đâu. Khi xưa thì tôi cũng sống đàng hoàng, nhưng mà khi bà Kim thấy tôi thì lại kêu người ta bắt tôi phải làm kỹ nữ. Bây giờ tôi nghĩ lại, đừng nói là không chịu, mà dù có chết cũng phải chịu thôi. Chị Huệ à, số của em cũng giống như là chị vậy đó. Năm 59 em đến Hồng Kông thì em cứ nghĩ rằng lo kiếm tiền để cho người mẹ sung sướng, nhưng không ngờ
bị bà Kim gạt làm kỹ nữ. Em đã muốn chết rồi, nhưng mà vì phải nuôi người mẹ, vì vậy em không dám tự giận. Ai, chết cái gì chứ, kiếp này đành phải chịu thôi chứ còn gì. Chỉ mong là kiếp sau, nếu như mà kiếp sau trời ban cho chúng ta có quyền, thì em sẽ ước là em sẽ đẻ chết cái bà Kim. Nếu như mà kiếp sau không khá nữa thì sao? Như vậy thì kiểu như mình không có may mắn. Dù sao thì cũng đâu có ai biết số mệnh của mình đâu. Nè, chúng ta đã lên lâu lắm rồi, chắc phải đi xuống dưới. Nếu không thì bà Kim sẽ chửi bới nữa đó. Mấy người hãy xuống trước đi, tôi muốn yên lặng một chút. Chị Huệ à, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa. Đi đâu? Đâu có con đường nào để mà chạy. Đứng im, muốn chết sao? Vào trong đi. À, không có đến đây lâu rồi, không ngờ lại có một cô gái đẹp như thế này. Anh tên gì vậy hả? Tên gì? Ở đây ai mà không biết tên tôi? Mọi người kêu tôi là bằng sếp. Thế nào cô nương, tên cô là gì vậy? Tên Đức Huệ. Đức Huệ? Đức Huệ à? Khá lắm, tên rất khá. Đẹp nữa. Anh Sâm. Tại sao lại không lên tiếng hả? Cô nhìn thiệt là đẹp đẽ đó mà. À, để coi nào. À, nhìn tới nhìn lui thì tôi cảm thấy cô không giống như là gái ở đây một chút xíu nào. Nếu có khả năng thì đâu có ai muốn làm nghề này. Đúng vậy. À, thôi được, để tôi đi, bữa khác gặp lại. Anh Sâm à? Thế nào? Anh Sâm à, anh làm ơn giúp tôi đi. Bà Kim bắt buộc tôi tới đây làm kỹ nữ đó. Anh là cảnh sát, anh giúp tôi được. Anh giúp tôi được mà, làm ơn giúp tôi đi. Làm ơn đi. Nhất định mà, nhất định yên trí đi. Anh sẽ giúp bà yên trí đi. Anh nhất định phải giúp cho được, em đó. Được mà, được. Nhất định mà, để tôi lo cho hả? Ừ, cảm ơn anh nhiều. Ai đó? Anh Sâm à, tôi đây. Tôi có thể vào được không? À, được, vào đi, vào đi. À, bà Kim chuyện gì? Anh Sâm à, tôi đưa số tiền còn lại của tháng này, anh nhận lấy nha. À, bà Kim này, ê, thiệt là biết điều đó. Sau này tôi dễ dãi cho bà hả? Dạ, như thế thì tốt. Anh Sâm à, anh là người mới đổi đến đây làm việc, cho nên khi nào anh cần cái gì á, thì cứ đến với bà Kim này nè. Cứ việc lên tiếng hỏi nha. Ê, đừng có nói như vậy. Mình giúp đỡ lẫn nhau mà. Bà kiếm tiền được thì tôi kiếm tiền được hả? Thôi được rồi, anh Sâm đã nói như vậy thì bà Kim này không cần phải lo nữa. Không phải vậy hả? Đúng vậy. Anh nè, lúc nãy cô Huệ có chiêu đãi anh tốt hay không? Cô Huệ hả?
Được, tốt lắm, tốt lắm. Này, bữa khác tôi đi, gặp lại sau. Tôi đi đây. Đi sớm vậy? À, phải rồi, tôi đi, gặp lại ha. Tôi đi anh nha. Tôi đi nha. Chào. Chào anh Sâm nha. Có rảnh tới chơi ha. Nè nè nè, hai đứa bay cứ lo nói chuyện không hà. Hãy lo dọn dẹp sạch sẽ đi. Ây da, Đức Huệ à, có làm cái gì vậy? Thành à, mau mau đi bắt nó về, lẹ lên. Dạ. Đồ khốn kiếp. Đừng có chạy, đứng lại. Sao không? Đừng có giả bộ với tôi nữa. Anh cũng vậy xấu như bà Kim thôi. Đừng có chạy nha. Đứng lại, đừng có chạy. Nè nè nè. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại nha. Đứng lại. Không kịp, đi dậy với tao. Đi. Bỏ tôi ra. Không kịp nè. Đi dậy với tao. Đi. Đi về. Đi. Bỏ tôi ra. Đi. Đi về. Đồ khốn kiếp. Bỏ tôi ra. Mở lên. Còn chạy nữa không hả? Lần sau còn chạy đập cho mày gãy trò luôn biết không? Chạy phải không? Bỏ chạy. Ngon quá hả? Mày bỏ chạy phải không? Lần sau còn vậy nữa tao đập gãy trò luôn. Hoàn si破裂，痛苦的心。